Loại nước nên uống mỗi ngày, đặc biệt là cho nam giới. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khỏe Đẹp Online của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, lựu là một loại cây được trồng nhiều để lấy quả ăn, làm cảnh và làm thuốc. Hầu hết các bộ phận của cây lựu đều có công dụng chữa bệnh. Nước ép lựu có chứa hơn 100 dưỡng chất thực vật phytochemical và đã được sử dụng từ hàng ngàn năm nay để làm thuốc, phòng và điều trị bệnh. Quả lựu được các bác sĩ ở Harvard gọi là hạt giống của hy vọng. Dưới đây là những lợi ích bất ngờ của nước ép lựu mang lại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với nam giới và người cao tuổi. Thứ nhất là chất chống oxy hóa trong lựu có thể bảo vệ bạn khỏi ung thư. Mặc dù là không có cách nào chắc chắn để ngăn ngừa ung thư, nhưng ăn những thực phẩm có chất chống oxy hóa là một biện pháp dễ dàng bạn có thể thực hiện để giữ cho mình khỏe mạnh. Các polyphenol hoạt tính sinh học và các chất phytochemical khác ở trong hạt lựu là những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi stress oxy hóa, chống lại các gốc tự do có thể gây ra ung thư, ngăn ngừa và sửa chữa các tổn thương ADN có thể dẫn đến ung thư. Thứ hai là nước ép lựu thúc đẩy tế bào ung thư tuyến tiền liệt chết nhanh hơn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước ép lựu có lợi cho nam giới đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Nước ép lựu ngăn chặn sự lây lan của ung thư và đẩy nhanh quá trình chết của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Các nghiên cứu đã tập trung vào ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư phổi cũng đã chỉ ra rằng lựu và nước ép hạt lựu có thể ức chế được sự phát triển của tế bào ung thư. Thứ ba là tăng cường sức khỏe tim mạch. Hợp chất chống oxy hóa trong hạt lựu là axit ellagic và anthocyanin có thể làm giảm huyết áp, giảm mức cholesterol xấu, cải thiện mức cholesterol tốt, dẫn đến ít màng bám tích tụ ở trong thành mạch, cải thiện lưu lượng máu, làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, làm chậm sự phát triển của màng bám và tích tụ của cholesterol ở trong động mạch. Uống một ly nước ép lựu mỗi ngày có thể làm giảm bớt được cái sự suy giảm của lưu lượng máu qua các động mạch đến tim. Đặc biệt là với gia đình bạn nào có tiền sử về bệnh tim, bạn nên bổ sung lựu vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Đối với bệnh nhân tim mà đang được điều trị thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ vì có một số cái chất ở trong nước lựu có thể có cái phản ứng tiêu cực với thuốc hạ huyết áp và cholesterol như là statin. Thứ tư là tốt cho người bị viêm xương khớp. Chất flavonoid ở trong nước ép lựu có thể tăng cường sự bảo vệ các khớp, ngăn ngừa tổn thương sụn và cải thiện tình trạng đau khớp, một tình trạng thường gặp ở tuổi sau 50. Các tổn hại do sự dày lên và xơ cứng của thành động mạch cũng như là trong sụn khớp có thể được cải thiện nhờ loại nước ép trái cây này. Thứ năm là tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Ở Trung Đông và Ấn Độ, người ta đã sử dụng lựu như một loại thuốc để chữa bệnh tiểu đường. Tác dụng của nước ép lựu là làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành ở những vị trí khác nhau, giảm sự đề kháng insulin và giúp lượng đường ở trong máu thấp hơn. Thứ sáu là tốt cho hoạt động tình dục và khả năng sinh sản. Căng thẳng oxy hóa và gây ra rối loạn chức năng tinh trùng làm giảm khả năng sinh sản ở phụ nữ. Nước ép lựu chứa cái hàm lượng chất chống oxy hóa có khả năng tác động đến căng thẳng oxy hóa, khiến nó trở thành chất hỗ trợ sinh sản tiềm năng. Nước ép lựu cũng có thể làm tăng mức hormone nam giới tốt testosterone, giúp thúc đẩy ham muốn ở nam giới. Thứ bảy là tốt cho hệ thần kinh, bảo vệ não. Các chất chống oxy hóa ở trong nước ép lựu và nồng độ cao của chúng được cho là có tác dụng ngăn chặn sự tiến triển của bệnh Alzheimer và bảo vệ trí nhớ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bà bầu được bổ sung nước ép lựu có tác dụng bảo vệ thần kinh của thai nhi. Và nước ép lựu còn giúp làm giảm nguy cơ tổn thương não ở những trẻ chậm phát triển. Nước ép lựu là một loại nước có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn hầu hết tất cả các loại nước ép trái cây khác. Thứ 9 là kháng virus. 100g hạt lựu chứa tới 20mg vitamin C. Nước ép của một quả lựu cung cấp hơn 40% nhu cầu vitamin C hàng ngày của một người. Ngoài ra, nước ép lựu còn chứa rất nhiều vitamin E, folate, kali và vitamin K. Vì thế, nước ép lựu có thể ngăn ngừa bệnh tật và chống nhiễm trùng. Lựu cũng đã được chứng minh là có khả năng kháng khuẩn và kháng virus trong các thí nghiệm. Thứ 10 là lựu có thể giúp bạn trẻ lâu hơn. Các elagitanin ở trong lựu được vi khuẩn trong đường ruột chuyển hóa thành urolithin A, có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ xương, thậm chí còn làm đảo ngược được quá trình lão hóa tự nhiên này. Phần thứ hai là những lưu ý khi ăn lựu. Người bị bệnh tiểu đường và dạ dày không nên ăn. Mặc dù cực kỳ tốt cho sức khỏe, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, không phải ai cũng có thể ăn được lựu như những người bị dính bệnh viêm dạ dày.
Mặc dù lựu có tác dụng là kiểm soát lượng đường ở trong máu nhưng không phải loại quả này lý tưởng để ăn thường xuyên. Bên cạnh đó, những người mà có vấn đề về sâu răng hoặc các vấn đề về răng miệng sau khi ăn xong cần đánh răng ngay lập tức. Thứ hai là hãy cẩn thận với những quả lựu có tẩm hóa chất. Mặc dù lựu có rất nhiều công dụng cho sức khỏe, nhưng thực chất quả lựu cũng không an toàn nếu như ăn phải lựu của Trung Quốc có ngâm hóa chất. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lấy mẫu nho, mận, lựu nhập khẩu từ Trung Quốc kiểm nghiệm và phát hiện ra chất carbendazim và tebuconat có dư lượng vượt quá mức cho phép là từ 1,5 đến 5 lần. Đây là chất diệt nấm sử dụng trong bảo vệ trái cây. Nếu dùng vượt quá mức cho phép có thể gây ra vô sinh. Mẹ bầu sử dụng quá liều có thể gây ra dị tật bẩm sinh. Dùng quá nhiều, quá lâu có thể gây hại đến sức khỏe, thậm chí là gây ung thư. Thứ ba là không nuốt hạt lựu khi chưa nhai kỹ. Hạt lựu có chứa giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng chống vi khuẩn, chống oxy hóa và có tác dụng tẩy run rất là hiệu quả. Tuy nhiên thực tế đã có trường hợp trẻ em bị nguy kịch khi tắc ruột do ăn nhiều hạt lựu quá. Vì vậy trẻ em được khuyến cáo là không nên ăn nếu không biết nhè hạt. Để tận dụng hết những chất dinh dưỡng có trong quả lựu, tốt nhất là bạn nên ép lựu lấy nước để uống thay vì ăn. Như vậy là chúng ta đã biết 10 lợi ích đáng ngạc nhiên của quả lựu, đặc biệt là cho nam giới và cho người già sau tuổi 50. Đó là có chất chống oxy hóa, bảo vệ bạn khỏi ung thư. Thứ hai là thúc đẩy tế bào ung thư tuyến tiền liệt chết nhanh hơn. Thứ ba là tăng cường sức khỏe của tim mạch. Thứ tư là tốt cho người bị viêm xương khớp. Thứ năm là tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Thứ sáu là tốt cho hệ thần kinh và bảo vệ não. Thứ bảy là tốt cho hoạt động tình dục và khả năng sinh sản. Thứ tám là kháng virus. Thứ chín là giúp cho cơ thể của bạn trẻ lâu hơn. Và những lưu ý khi ăn quả lựu và uống nước lựu. Hy vọng là những kiến thức mà Khỏe Đẹp Online vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp cho các bạn luôn trẻ, khỏe và sống trường thọ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của Khỏe Đẹp Online. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.